Em xin chào mừng anh chị đến với kênh channel của em và lại là em đây. Em là Nguyễn Trọng Thiện, đại diện cho group người đáy đỏ chứng khoán sẽ cùng anh chị làm việc ở cái video này. Thì hôm nay chúng ta vừa được chứng kiến một pha rút chân thần sầu của thị trường chứng khoán Việt Nam. Và hôm nay em cũng sẽ cho anh chị một mã cổ phiếu mà làm nên tên tuổi của nền chứng khoán Việt Nam trong năm 2021 này. Anh chị sẽ cùng với em xem hết video này để biết được mã phiếu đó là mã phiếu gì nhé. Thì để không mất thời gian của anh chị sẽ cùng đi đến cái bài ngày hôm nay thôi ạ. Thì chúng ta hãy cùng nhìn nhận là thị trường chúng ta lại một phiên bị rút phích ở tầm 2 giờ mấy đúng không chị? Thì tổng giao dịch lại ngấp nghé ở cái ngưỡng 17.000 tỷ. Thì tổng cổ phiếu của VN Index cũng quanh quanh tầm 500 cho đến 600 triệu cổ phiếu, một con số khá là ít ỏi so với cái đợt trước kia, cái đợt trước Tết anh chị. Trung bình gọi là số cổ phiếu của VN Index là phải tầm 700 triệu cổ phiếu cho đến 800 triệu, có đợt ngày 19 tháng 1 ấy, đợt đó lên tới tận 900 triệu cổ phiếu. Thì như thế này cũng chi rất bình thường mà nó còn bị ảnh hưởng bởi một pha rút phích nữa. Thì chúng ta bây giờ hãy cùng nhìn nhận tại sao lại có những pha rút chân thần sầu của VN Index đến như vậy. Thì thực chất thì nhìn chung khối ngoại ngày hôm nay đã tiếp tục vẫn là bán dòng nhưng họ cũng có dấu hiệu mua lại rất là nhiều, kèm với đó là những mã cổ phiếu gọi là làm nên tuổi trong cái phiên ngày hôm nay sẽ là những mã cổ phiếu như là dòng thép chẳng hạn, hay là dòng điện gió này đó, hay là đó là những mã cổ phiếu mà làm nên tuổi trong ngày hôm nay. Thì nhìn chung em sẽ ngày hôm nay em sẽ nói chung chung về cả vĩ mô và cả thị trường thế giới nữa. Thì nhìn chung thị trường hôm nay đầu phiên giảm là một cái dấu hiệu cho ta thấy là tâm lý của các nhà đầu tư bị ảnh hưởng khá là nhiều bởi trên thế giới. Thế giới trong cái phiên ngày hôm nay có rất nhiều biến động nha anh chị. Thì đầu tiên nha, đầu tiên là chúng ta hãy cùng đi tới cái gói cứu trợ 1.900 tỷ vẫn bị gọi là gặp bế tắc khi mà muốn đưa ra cho nhân dân tại Mỹ, dẫn tới là sàn giao dịch Mỹ phiên ngày hôm qua vừa rồi là vẫn tiếp tục bị giảm mạnh đấy, vẫn còn rất là trục trặc ở gọi là ở thượng viện, là hạ viện vẫn chưa nhất quyết cái gói hỗ trợ này ra. Hay là chúng ta nói đến cái vấn đề như là tổng thống Joe Biden nghi ngờ và ra lệnh kích thích không ra lệnh không kích đối với Syria, đây là một cái điều gọi là khá là nặng cho ảnh hưởng tới nền kinh tế chính trị và kể cả chứng khoán. Tại vì sao? Tại vì chúng ta nhìn nhận là khi một nền chứng khoán ấy mà nó muốn tăng hay giảm nó phụ thuộc rất là nhiều bởi cái nền chính trị của nước đó, nhiều rất là nhiều so với hơn là cái vấn đề ví dụ như dịch bệnh này hay là một số thứ về kinh tế, nó không ảnh hưởng nhiều đâu chị, nó chỉ ảnh hưởng đa phần là vào các vấn đề về tài chính và chính trị rất là nhiều. Thì đây là một cái điều mà dẫn đến là thị trường bị giảm. Kéo tới đó nữa là thị trường thế giới bị giảm mạnh, thì kéo đó là thị trường châu Á cũng sẽ bị giảm mạnh bởi một cái vấn đề đó là tăng thuế giao dịch và sẽ điều chỉnh lành mạnh với chứng khoán Hồng Kông đó. Những cái điều này tại sao Hồng Kông nó bị giảm mạnh vừa rồi, giảm như là gần gần 3% là tương đương với tầm 700 mấy 800 điểm ấy, thì ảnh hưởng gì tới với những nước song song với châu Á anh chị? Thì những nước ở châu Á cũng sẽ lo lắng rằng cũng sẽ bị áp thuế giống như ở Hồng Kông như thế này. Thì đó là những điều mà chúng ta đang khá là lo ngại ở thị trường Việt Nam đúng không ạ? Rất nhiều nhà đầu tư họ lo ngại vấn đề này cho nên họ đã vội vàng nhảy họ đã vội vàng họ sợ họ nhảy bớt tiền, họ cầm cash thay vì họ họ cầm khá là nhiều cổ phiếu. Thì đó thì là cách lựa chọn của những nhà đầu tư. Thì chúng ta nhìn chung này, nhìn chung của các nhận định của các quỹ này hay của các công ty chứng khoán này, nhìn chung đa phần là họ đều nhận định rằng là thị trường sẽ gặp rắc rối ở cái 1.180 cho đến 1.200 đấy, đa phần như vậy. Và những cái quỹ hay là kể cả những cái người nhà đầu tư thông minh họ đều nhận định rằng là hiện tại bây giờ vẫn chưa có một cái cớ nào, một cái lý do nào hết mà để cho thị trường Việt Nam chúng ta không vượt được 1.200 điểm, thực sự vẫn chưa có một cớ, một lý do nào hết. Và thực chất chúng ta nhìn khối ngoại họ bán liên tiếp như này nhưng chúng ta nhìn chung như này thì nó vẫn vẫn chỉ là một số rất là bình thường anh chị.
Tại vì sao em nói là khối ngoại bán như thế này vẫn chưa là gì hết anh chị? Tại vì những cái phiên phiên mà thị trường giảm mạnh á, khối ngoại họ mua vào những cái phiên này anh chị này, khối ngoại mua vào tận 3.000 tỷ, có những phiên họ mua tận 3.000 tỷ liên tiếp mấy phiên liền luôn. Và những cái đợt giảm như này chỉ là những đợt giảm nhỏ thôi, trong khi đó họ vẫn còn mua vào tận 1.000 tỷ trong phiên ngày hôm nay, họ chỉ bán ra 1.700. Chúng ta nhìn con số đó, chúng ta không nên nhìn con số tổng quát là ở khối ngoại bán như thế nào, chúng ta nhìn con số đó thì ta nhìn nhận rằng là cái việc này nó chỉ là đơn giản thôi. Tại vì thì ở nước ngoài họ đang có một cái dục dịch, đó là ở vấn đề về nước Mỹ đang có vấn đề là về trái phiếu. Nhiều người họ lo lắng rằng là cái trái phiếu ở nước Mỹ á, nó tăng lên 1,46%, thì dẫn tới là nhiều người họ lo ngại là lạm phát sẽ xảy ra, cho nên là họ đang lo ngại, ví dụ những khối ngoại họ lo ngại rằng lạm phát xảy ra họ phải rút tiền về chẳng hạn như vậy. Nhưng đối với nhiều người họ nhìn nhận là phải tới 2% mới lạm phát xảy ra, và nhìn chung nữa thì trường chưa thể nào mà lạm phát sớm mới như vậy được, và Việt Nam chúng ta vẫn chưa thể nào lạm phát được đâu anh chị. Tại vì nhìn chung cái vĩ mô vẫn rất là tuyệt vời là một này, và em đó là chúng ta vẫn chưa vượt được cái đỉnh, vượt đỉnh thời đại này là hai này, chưa tạm chạm được cái đỉnh thời đại lần thứ thứ hai nữa thì làm sao mà vượt được, sao mà lạm phát được đúng không chị? Còn trong nước ngoài họ đã vượt rồi, họ đã đi, họ đã lập những kỷ lục của thời đại liên tiếp luôn rồi, thì những đợt như vậy người ta mới lo lắng, còn chúng ta vẫn chưa là điều gì xảy ra cả. Và Việt Nam chúng ta quản lý dịch rất là tốt này, tránh lạm phát cũng tốt này, đi đi tiền này, kích thích kinh tế này rất là ổn định này, không có cái gì gọi là rộ rết, nó chỉ có một vấn đề là hạ lãi suất về ngân hàng như mọi mọi đợt thôi. Thì vấn đề này khả năng cao sẽ bị kéo dài cho đến năm 2022 cơ, cho nên 2021 này chúng ta vẫn còn nhiều cái tiềm năng và nhiều cơ hội đây anh chị, chúng ta đừng có lo lắng quá. Và khi giảm cũng sẽ có cơ hội mà anh chị, nó phải giảm là chúng ta lại không mất cơ hội đâu anh chị. Thì vì tại vì thị trường chứng khoán phải có tăng có giảm, thì đó mới là cái thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán là nơi mà để đo đạc được tâm lý của chúng ta nhiều nhất. Anh chị đầu tư bất động sản này, anh chị mua vàng này, anh chị gửi tiết kiệm này, đã bao giờ anh chị tâm lý anh chị phiên hôm nay dâng chào, phiên hôm sau lại hụt hẫng chưa? Chưa đúng không chị? Chỉ có chứng khoán thôi, chỉ có chứng khoán làm được những điều như vậy, đúng không ạ? Thì chứng khoán mới là làm chúng ta giàu có lên nhờ cái sự quản lý tâm lý chúng ta vững vàng. Thì như em đã có nói trong cái group của em đã có phân tích thị trường giờ là vẫn là uptrend đây. Thực chất nó chỉ như thế này là nhận định những mã cổ phiếu để chúng ta biết thôi, còn nhìn chung này anh chị này, có nhìn chung này đó, chúng ta đừng nên cố gắng đoán là VN Index như thế nào cả đây. Chỉ là tốn công vô ích thôi. Thực chất chúng ta cần phải tập trung vào những cái cổ phiếu và những cái dòng cổ phiếu mà chúng ta mua đấy. Đấy, mỗi một cổ phiếu nó sẽ đi một cái chu kỳ khác nhau. Như hôm nay á, dòng cổ phiếu giảm thì dòng cổ phiếu giảm, nhưng các dòng cổ phiếu như là thép này, điện gió này nó lại tăng mạnh, đúng không ạ? Thì chúng ta phải tìm những mã cổ phiếu như vậy, đúng không? Chúng ta đừng nên cuốn quá nhiều vào cái bảng điện đó. Đó là những điều em muốn nói, thì đó là cái pháp chúng ta đầu tư trong một thị trường giảm, thì chúng ta vẫn sẽ có những mã cổ phiếu sẽ tăng, nhưng mà chúng ta phải biết được nó tăng hay giảm như thế nào nữa anh chị ạ. Thì đó là cái kinh nghiệm về đầu tư, thì nhìn chung nó là như vậy. Thì này, Việt Nam vẫn là một nước duy nhất trong ASEAN có một sự gọi là thăng hạng rất rất chi là mạnh ở trong cái toàn cầu trên thế giới này, anh chị thấy không ạ? À? Tăng rất là tuyệt vời đúng không chị? Thì tăng từ 50 đến 47 rất là tuyệt vời. Chứng khoán châu Á bị lao dốc như thế này thì khả năng cao là sẽ ổn định trong phiên ngày hôm nay, em nghĩ sẽ ổn định ở trong phiên ngày hôm nay thôi. Tại vì thị trường thì nó sẽ có những pha tăng giảm rất bình thường, cho nên chúng ta đừng quá lo ngại, đừng quá lo ngại nha anh chị. Bây giờ em xin nói qua về cái thị trường Việt Nam chúng ta sẽ như thế nào. Thì thị trường Việt Nam chúng ta thì hiện giờ đang đi đúng theo cái dự định của em đề ra ở trước đó. Thì em đã có nói rồi là thị trường Việt Nam chúng ta sẽ có hai chiều hướng. Một là để sẽ đi sideways cho đến chạm cái đường đường line uptrend này. Đó. Thì hôm nay vẫn chưa, hôm nay đóng cửa vẫn chưa chạm anh chị. Khi nào đóng cửa nó chạm đường line uptrend á thì lúc đó nó mới có khả năng để bật lên được, để tăng lên được. Thì vẫn chưa chạm. Còn khả năng tiếp theo nữa là thị trường sẽ giảm một phát về 1130 ở đây để nó test lại cái đáy ở đây. Test lại cái đáy ở đây và tạo ra một cái ốc đảo nữa. Thì đó là khả năng thứ hai của em đề ra. Thì nhìn chung thì thị trường đang cho chúng ta thấy một cái gọi là cái
mô hình head and shoulder rất là rõ ràng, mô hình vai đầu vai rất là rõ ràng đúng không chị? Thì khả năng là thị trường chúng ta sẽ tăng trong tuần sau, em nghĩ vậy. Tuần sau là vào tháng 3 là sẽ trong đợt tăng đấy chị. Thì thị trường hôm nay thanh khoản cũng rất rất là thấp đấy chị. Đó, nhìn chung vẫn rất là thấp, chả gì ấn tượng cả. Trong khi nhìn nhận này, thanh khoản ở đợt trước Tết này toàn cao như thế này. Đúng không? 700 này, 800 đến tận 900 này. Đấy, nhưng mà hôm nay sao chị? Hôm nay vỏn vẹn tầm 500, 600 vỏn vẹn. Không có đợt nào lên được tận 700 nữa. Quá là thấp. Dẫn đến cho chúng ta thấy một điều là dòng tiền lớn vẫn chưa vào. Thì hôm qua em có làm một cái video về cái dòng tiền lớn tại sao vẫn chưa vào nè. Anh chị có thể coi lại cái video này của em và coi em phân tích tại sao em lại chọn cái mã ACB để em mua. Thì mã ACB ngày hôm nay vẫn vẫn tiếp tục tăng đúng không chị? Vẫn tiếp tục tăng đúng không chị? Nó đâu có giảm được đâu không chị? Thì mã ACB thì em cảm thấy là nó tăng đến mức này là chúng ta nên giảm tỷ trọng rồi. Em đã khuyến nghị cho khách hàng em giảm 1 phần 2 tỷ trọng với mã này. Mình nên cầm một khoản thôi. Tại vì nhìn chung thì mã này cũng sẽ tăng lên đây, sẽ tích lũy, em nghĩ vậy. Thì hôm nay chúng ta có thêm những mã phiếu nào không chị? Hôm nay chúng ta có thêm những mã cổ phiếu về dòng thép. Những mã cổ phiếu về dòng thép hôm nay tăng khá là mạnh nha anh chị, giống như là Nam Kim. Đây, tăng chân này. Một cây khối lượng khá là mạnh. Nam Kim này, hay là Hoa Sen. Hoa Sen, đó. Hoa Sen hay là Hòa Phát. Đối với dòng thép thì em vẫn ấn tượng nhất là dòng Hòa Phát. Tại vì sao anh chị? Hòa Phát là một trong những cái công ty về thép mà nó có được cái gọi là cái quy hoạch ổn định nhất, một cái chu kỳ và kể cả là một cái hệ thống làm việc, hệ thống sản xuất của nó rất ổn định. Một để cái chọn một mã cổ phiếu mà đầu tư giá trị á, người ta phải chọn 10 tiêu chí. Và trong đó không thể nào mà thiếu được cái tiêu chí đó là cái sự khác biệt về cái quy hoạch sản xuất của nó này, cái quy trình sản xuất này, cái hệ thống sản xuất của nó này, nó phải có một cái gọi là mô hình ổn định, nó không bị phụ thuộc quá nhiều ở một cái vấn đề khác, đúng không chị? Nếu như bây giờ anh chị đang rất chi là cần ở một cái vấn đề về thép HRC đi, nhưng mà công ty khác, một công ty ví dụ Hoa Sen, họ có thể sản xuất ra được cái thép đó, thì họ đưa cái thép đó vào trong cái việc cái quy hoạch sản xuất của họ và họ phát triển nó, thì nó sẽ tối ưu được rất nhiều lợi nhuận. Thì thay vào đó thằng Hòa Phát nó lại không có hay sao không chị? Thì Hòa Phát nó lại không có thì nó lại ảnh hưởng ra một điều là nó buộc mình nó phải đi mua mua lại của thằng Hoa Sen chẳng hạn, hay mua lại của một thằng khác, thì dẫn tới cái lợi nhuận của nó sẽ bị giảm đi và cái giá nó sẽ bị tăng lên nữa, nó sẽ không ổn định, không có ổn định bằng cái việc thằng Hoa Sen đúng không? Thì ngược lại trong cái câu chuyện này là thằng Hòa Phát nó ổn định được cái hệ thống của nó rất tuyệt vời và nó rất vượt trội về cái vấn đề kinh doanh này, là một này, cái lợi nhuận các quý của nó rất là tuyệt vời, tăng trưởng rất ổn định đó. Thì không thế nào chúng ta không đầu tư mã này đúng không chị? Thì này, mã này là mã mà em rất là thích, rất là thích, em cân nhắc cho khách hàng em mua rất là nhiều anh chị. Đợi em xíu này, nhìn nhìn đây, nhìn chung thì đối với em vẫn chọn Hòa Phát thay vì chọn những mã phiếu khác nha anh chị. Chị đem một xíu. Nhìn chung thì vẫn chọn Hòa Phát. Đây. Anh chị có thấy không ạ? Nhìn chung em vẫn chọn Hòa Phát thay vì em chọn những mã phiếu như là Nam Kim hay là Hoa Sen, em vẫn chọn Hòa Phát tại vì Hòa Phát là một mã cổ phiếu mà nó có sự tăng trưởng và phát triển rất là tốt. Thì đó là cái dòng thép. Thì hôm nay chúng ta có thêm một số dòng như là dòng về điện gió. Thì nói chung là dòng thép là nó có sự tăng ổn định và kèm đó là dòng gió, điện gió tăng khá là mạnh. Thì nhìn chung là như vậy. Thì chúng ta lại có thêm một số dòng mà hôm nay vẫn đang có sự pha tích lũy trở lại. Đó là những dòng về dòng banh. Dòng banh thì có sự trở lại, giá khá là ổn định của nó. Banh thì có việc VBBank, VBBank đúng không chị? Vẫn đang tích lũy đó, cái sự trở lại thì tích lũy nó đang chuẩn bị nó chạy một đường sóng mới đó anh chị. Hay là Techcombank này, đó là những mã đang tích lũy để chuẩn bị chạy. Thì chỉ có một mã đã chạy trước thôi, đó là ACB chạy chạy trước những mã này hiện giờ thì có những mã ACB em đã cho khách hàng em mua rồi. Đó, hay là những mã về đây Liverpool Bank, Liverpool Bank tích lũy khá đẹp nha anh chị. Không có cớ nào anh chị không mua mã này sắp tới đâu anh chị.
tích lũy khá là đẹp, tích lũy khá là đẹp, chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào chị, khá là đẹp. Thì nó sẽ có CTG nữa này, đây CTG này, hay là CTG đi hướng đi bo cung, em sợ đang hướng đi bo cung nên chị ngại cần từ. Thì em đã có ghi là 37 thì mua mới này, mua mới điểm 37, chị có thể mua mới điểm 37 được. Hay là MBB, hay MB tăng tăng khá đều nha anh chị, một đường line tăng khá là mạnh, khá đều, chưa có dấu hiệu dừng lại. Khối ngoại mua liên tục, tự doanh mua liên tục khá là đều. STB cũng vậy, cũng đang tích lũy theo mình chữ V, mình chữ V. Thì nhìn chung là những mã nó đang đi đều đều như vậy cả. Thì bất động sản cũng sẽ vậy thôi, như là Novaland này, Novaland thì đang đi tích lũy đều đều vậy thôi anh chị. Nhìn chung thì anh đang tích lũy cũng khá là đẹp rồi, nếu anh chị cân nhắc mua mua được nha. Chị nhìn nhận này, đây đi này, test đáy này, qua này là test lại cái đáy này, xong rồi lại đi sideways này, đó rất là đẹp, rất là đẹp. Khang Điền, Khang Điền hôm nay khá là xấu anh chị, nhìn chung Khang Điền hôm nay đóng cửa mắt này còn đỡ này, nhưng mà nếu mà đóng cửa dưới này thì rất rất là xấu, tại vì nó bị gãy gãy một cái nền nền như này thì rất rất là xấu, nhìn chung rất xấu. Nếu như phiên quan có nói là Khang Điền sẽ bật lên lại khi mà nó test lại cái đáy này, nhưng không ngờ là nó không test mà nó gãy luôn. Đây một mã cổ phiếu rất là xấu nếu có anh chị giảm tỷ trọng nha. Thì như là DIG, DIG hôm nay tăng khá mạnh đúng không chị, bắt đầu chạy nè, đó bắt đầu chạy nè chị nè, để tụi em chạy nè. Em có cân nhắc cái thằng em mua mã này rồi, khá là mạnh. Nhìn chung thì đây mọi người này, gia tăng là thêm này, thấy trước đây em đã mua rồi và gia tăng thêm nữa này, như như Hòa Phát này, nếu mà break out ra khỏi 44.5 thì gia tăng thêm nữa đó. Bên em là đã từng đẩy tỷ trọng vào, ví dụ như là DG đúng không chị, là em đã mua ở cái điểm này rồi thì mua, gọi là mua test thôi, là mua tầm 10% hay là 20% nó vào test thôi, nếu mà chạy chúng ta nâng tỷ trọng lên nữa đó, cái tánh của em như vậy anh chị, đa phần như vậy. Và khi mà test là chọn được mã nó có mô hình đi rất là đẹp anh chị, và có mô hình đi tích lũy rất là hợp lý, và có câu chuyện kinh doanh nữa, chúng ta không nên mua những mã cổ phiếu mà nó đẹp là đẹp là đẹp là đẹp đi, không có đoán trước được, hay là kể cả nó cứ bị ảnh hưởng khá là nhiều bởi thị trường ấy, như là những mã như là SHB, họ SHB hoặc mã cổ phiếu mà nhìn nó cứ đẹp đẹp là đẹp đẹp không chị, thấy không chị, đầu tư nó khó không chị, ngay cả nó đang ở dưới cả đường line MA20 nữa, nó rất rất là khó để chúng ta đầu tư. Nhưng mà cổ phiếu này mua về nặng mông lắm chị, đầu tư khó lắm chị. Thì hôm nay em xin qua mã cổ phiếu về chứng khoán thì sao chị? Chứng khoán thì hôm nay có một pha tích lũy toàn thị trường luôn, thị trường chứng khoán chung đều tích lũy cả, không mã nào tăng hết, như là SSI này, hay là SHS này không chị, hay là HCM này, hay là VCI này, đó đa phần đều tích lũy cả. Và nhìn chung chúng ta có thể giải ngân vào SSI được nha chị. SSI thì hôm nay em có cho khách hàng em gia tăng thêm ở cái điểm 30 32.6, 32.6 thì nó giảm về 32.6, em có cho khách hàng em gia tăng thêm. Thì vì nhìn chung đây là một mã cổ phiếu chắc là mạnh nhất trong dòng chứng khoán hiện giờ đó anh chị, rất rất là mạnh. Thì nhìn chung thì thị trường giảm thì SSI sẽ giảm, thị trường tăng thì SSI sẽ tăng. Đó, cái mã những mã cổ phiếu và chứng khoán hay vậy đó anh chị. Thì hôm nay là thứ sáu thì em xin dành tặng anh chị một mã cổ phiếu cho năm 2021, thì đó là mã phiếu GMD. Đấy, MGD thì nó có câu chuyện kinh doanh rất là đẹp, thì hôm nay em đã có phân tích cho khách hàng của em, chị đem xíu GMD đây đây chị thể đọc đây nha. Đây GMD là công ty cổ phần Gemades, đó là siêu cảng Gemalink, chính thức hoạt động. Thì những cái này anh chị có thể search trên Google rất là nhiều. Này, vào ngày 19 tháng 1 là siêu cảng là chính thức được đưa vào và khai thác này. Đấy. Thì nhìn chung thì khi GMD đưa cái cảng Gemalink này vào hoạt động ấy, vào khai thác đó, thì nhìn chung nó sẽ rất là tiềm năng, giống như DHC, giống như DHC. Chị nhìn thấy DHC không chị? Có một sự tăng trưởng này chị này, thấy đều không chị? Rất là đều không chị? Đó, rất là đều đúng không chị? Thì GMD cũng sẽ như vậy nếu nó đưa đưa cái cảng này vào và hoạt động trong năm 2021 thì rất là ổn định.
Và kèm thế nữa, đây là một mã cổ phiếu mà nó hoạt động theo kiểu logistics rất là tốt. Thì như năm 2021 này thì cái tiềm năng phát triển của các ngành về xuất nhập khẩu này, tiềm năng phát triển của các ngành xuất nhập khẩu này, kèm theo đó là sự hỗ trợ rất là mạnh của nhà nước để phát triển cho các ngành logistics tại Việt Nam nữa. Thì GMD có một cái pha duy trì cái lợi nhuận của nó gộp 30% qua các năm rất là tuyệt vời đúng không chị? Và năm nay cũng sẽ vậy. Những gì nhận này, nhìn thấy biên lợi nhuận không chị? Rồi này có duy trì rất ổn định không chị? Rất rất là ổn định đúng không chị? Đó, đó là cái vấn đề chúng ta nên đầu tư vào những mã cổ phiếu có những sự đầu tư nó ổn định. Đó, ví dụ như em có làm một cái video về tại sao ACB lại xanh đó, em có phân tích cho anh chị là mã cổ phiếu này nó có cái sự ổn định rất rất là ổn định. Em tìm cho anh chị coi nha. Có một sự ổn định của nó dẫn tới là nó có thể tăng được đến như vậy. Anh chị thấy không ạ? Cái thu nhập lãi ròng lãi thuần đó này tăng ổn định không chị? Rất ổn định. 19,9% liên tiếp. Nó phải mình mới là chọn những mã cổ phiếu mà tăng trưởng ổn định để chúng ta đầu tư trung hạn trong năm 2021, và có thể đạt được cái lợi nhuận của cái mã cổ phiếu GMD này lên tới tầm 50 hoặc tới 70% khi chúng ta đầu tư trong năm 2021, đầu tư trung hạn nha anh chị. Thì nhìn chung thì cái quỹ này nó đã thoái vốn ra 43 triệu cổ phiếu, nhưng mà nhìn chung thì nó thoái ra ngay tức có sự hấp thụ hết. Mà anh chị để ý gần đây khối ngoại này liên tục mua những mã cổ phiếu này, liên tục mua nha anh chị. Thì và nó vẫn chưa thấy một cái đợt nào bán nha chị nha, em cân nhắc vậy là vẫn chưa thấy đợt nào bán hết. Có người bán thì có sẽ có không, phải mua liên tục, em cần khẳng định với anh chị luôn. Thì nhìn chung thì cái target của mã cổ phiếu này sẽ là 38, là sẽ trở về lại cái đỉnh cũ của nó đã, trở về lại cái đỉnh cũ của nó đã đó, trở về lại cái đỉnh cũ của nó đã, rồi sau đó target của nó có thể vượt lên tới được cái mức là cao hơn nữa, như trong đây có phân tích là sẽ vượt tới 45 hoặc thể đạt tới 50 đấy, họ tới đạt 50 đúng không chị? Này nhìn chung là em phân tích này, target này. Đó. Nhìn chung là phải đạt tới 40 rồi này, sau đó thì đạt tới 50 được. Thì đó là cái mã phiếu mà em nên tặng anh chị, mã phiếu GMD này. Thì hôm nay cái video em tới đây sẽ kết thúc thôi. Tại vì em sẽ dành tặng cái phân tích từng mã phiếu một ở cái vào ngày chủ nhật hàng tuần để chúng ta có thể nhìn nhận sát nhất với thị trường, kèm đó là qua ngày sau chúng ta đầu tư luôn. Nó đỡ mất thời gian của anh chị là một này, kèm đó là anh chị tránh bị quên là hai này, và anh chị đừng có quên thứ bảy nha chị. Thứ bảy em luôn kể em một câu chuyện nào đó về cái việc đầu tư. Thì như thứ bảy tuần vừa rồi em có kể một câu chuyện đó là bong bóng chứng khoán Saucy Purple ấy ở năm 1720 rất là hay đó anh chị. Hay là em có phân tích về một số cái nhờ cảm xúc trước đầu tư chẳng hạn này, rất là hay. Nếu như chị có thể dành thời gian ở thứ bảy anh chị cùng hàn huyên với em ở những cái video này rất là hay đó anh chị. Và một lần nữa em rất mong anh chị hãy để lại một like cũng như là một subscribe để ủng hộ em. Và nếu anh chị vẫn chưa mở tài khoản chứng khoán tại VPS, anh chị có thể liên hệ qua số Zalo này của em. Anh chị cũng có thể liên hệ qua những số thông tin này ở đây. Anh chị có thể tham gia cái group chat của em ở đây. Và một nữa em xin chúc mừng anh chị khi anh chị có một năm 2021 sẽ đầu tư rất 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 là thành công, và chúc anh chị một ngày cuối tuần vui vẻ với gia đình và hạnh phúc. Em xin chào anh chị và hẹn anh chị ở cái video ở ngày mai và ngày mốt nữa, sẽ rất nhiều câu chuyện để nói đây anh chị. Em xin chào anh chị ạ.